cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn cùng xem một cái món giò heo nha. Hôm nay mình sẽ làm món giò heo hầm Coca-Cola nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình mua cái giò heo về á, nếu mà có thời gian á thì mình thui cái phần giò heo cho nó vàng vàng tí xíu, mình hầm nó rất là ngon. Còn không á thì cô chú anh chị mình trụng sơ với lại nước sôi và gừng với tí xíu muối là được ha. Cái chân giò heo của mình cũng sơ chế xong rồi nè cô chú anh chị, cũng chặt ra từng miếng vừa ăn rồi nè. Cái này là 1,2 kg nha. Rồi bây giờ bắt đầu là cái nguyên liệu nè, củ hành tím, tỏi, gừng ha, ớt. Mình có 3 cái hoa hồi với lại hành lá, tỏi băm, hành tím băm. Thì mình làm 1 muỗng canh nha, 1 lon Coca-Cola nha cô chú anh chị, xá xị cũng được nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình ướp cái phần chân giò heo nè. Mình cho vào đây 6 muỗng canh nước tương nha. Muỗng canh đường ha. Bột ngọt thì mình cho nửa muỗng cà phê là được rồi. Nước mắm thì cô chú anh chị mình cho 2 muỗng canh ha. Cho thêm 1 muỗng cà phê ngũ vị hương ha. Tương ớt thì mình cho khoảng tầm 2 muỗng canh là được rồi. Mình cho hết cái phần tỏi và hành tím băm vô luôn. Sau đó mình đeo bao tay và mình trộn cho nó đều cái phần gia vị lên nha cô chú anh chị. Mình bóp cái phần chân giò như vậy nè, cho nó tan hết cái phần gia vị, nó thấm vào trong cái chân giò heo. Rồi mình mới bắt đầu mình hầm ha. Mình ướp ở đây thì khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ là mình đem đi nấu được rồi nha. Cô chú anh chị mình có thời gian thì ướp dài hơn tí xíu nữa. Sau 30 phút thì gia vị của mình cũng thấm vào chân giò rồi nè. Bây giờ vào bếp nấu nha. Bắt cái chảo lên nè. Sau đó mình cho 2 muỗng canh dầu ăn ha. Dầu ăn nóng thì mình cho cái phần củ hành tím nè, tỏi nè, gừng nè, với lại hoa hồi. Mình vô mình phi cho nó thơm lên nha cô chú anh chị. Rồi mình cho cái phần chân giò heo vào nè. Nhớ cho chân giò heo vô thì tắt bớt lửa nha, cho dầu nó không có bị văng ha. Sau đó mình sơ qua sơ lại cho nó săn cái phần chân giò heo nha cô chú anh chị. Nhớ là bắt lửa lên ha, cho lửa riu riu thôi, cho nó săn cái phần gia vị vào trong cái chân giò heo của mình. Rồi sau đó thì cô chú anh chị mình mới cho cái phần Coca-Cola vô ha. Cái chân giò heo của mình cũng săn lại rồi nè cô chú anh chị. Bắt đầu mình khui cái lon Coca-Cola, mình cho hết vào luôn ha. Nhớ là cho nhẹ nhẹ nha, tự vì cái Coca-Cola nó có ga đó, nên mình mở lửa lớn quá thì nó sẽ bị sôi bùng đó cô chú anh chị. Cái ga của nó lên nó sẽ bị trào. Nhớ là cô chú anh chị mình cho cái lon Coca này vô á thì cô chú anh chị mình tắt lửa đi. Rồi hả cho ha. Cho cái lon Coca vô á, mình thấy nó chưa có ngập trên bề mặt của chân giò heo á, thì mình cho vào khoảng tầm nửa chén nước lọc nữa ha. Rồi mình sẽ để cho nó sôi bùng lên và sau đó mình vớt hết cái phần bọt ở trên bề mặt của nồi hầm chân giò của mình nha. Mình vớt bọt như vậy á thì cái nồi chân giò của mình nó mới ngon nha cô chú anh chị.
Vớt xong cái phần bọt này á, thì cô chú anh chị mình có màu dầu điều á, thì mình dằn vô khoảng tầm một muỗng canh nữa nha, cho nó có cái màu sắc đẹp. Cho 3 cây hành lá cắt khúc vào nè. Mình hầm như vậy á, cái cọng của hành lá nó ra, nó mùi thơm nó rất là thơm luôn cô chú anh chị. Như vậy là bắt đầu mình nấu nha. Nhớ cô chú anh chị mình để lửa riu riu cho nó thấm gia vị. Rồi mình sẽ nêm thêm vào đây khoảng tầm nửa muỗng cà phê muối ha, cho nó đậm đà của cái nồi hầm của mình nha. Kho một hơi thì cũng được 45 phút rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ thì cô chú anh chị mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Theo Linh Nguyễn thì gia vị như vậy là nêm cũng được rồi ha. Ngọt ngọt mặn mặn, ăn với lại cơm rất là ngon. Giờ cho vài trái ớt vô nha cô chú anh chị, và trái ớt cho đẹp trên bề mặt nè. Rồi cũng sơ qua sơ lại cho nó mềm đều ha. Bây giờ nó cũng mềm mềm từ từ rồi đó. Nói chung cái phần chân giò heo mình hầm Coca-Cola này á, cô chú anh chị nó rất là dễ ăn cơm luôn. Nhưng mà nó tùy theo cái chân giò mà mình nấu cái thời gian ha. Nếu mà cô chú anh chị mình chân giò nó cứng quá thì mình nấu nó hơi lâu tí xíu. Còn chân giò mà non non thì mình hầm nó cũng rất là lẹ cô chú anh chị. Nó cũng tùy theo ha. Cô chú anh chị mình muốn ăn mềm thì hầm lâu tí xíu, còn muốn ăn giòn giòn thì nấu lẹ ha. Nhìn cái khoanh giò heo toàn lõn rất là ngon cô chú anh chị ơi, thơm phức luôn. Bây giờ nó cũng sắp được rồi đó. Cô chú anh chị mình nếu mà nấu cạn hết luôn á thì không có còn nước mà để mà mình hâm ha. Mình nấu sắp là được rồi. Không cần khô quá đâu. Để mình ăn không hết thì mình còn có cái nước mà để mình hâm lại nha. Rồi như vậy là cái phần chân giò heo của Linh Nguyễn cũng xong rồi nè cô chú anh chị. Đó, bây giờ bắt đầu mình bới tô cơm và mình sẽ múc cái chân giò heo ra mình thưởng thức, và mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn cái món giò heo hầm Coca-Cola nha. Rất là ngon luôn, màu sắc nó cũng rất là đẹp nè. Nước nó kẹo nghẽo luôn á cô chú anh chị ơi, thơm phức luôn á. Rồi đói lắm rồi, bây giờ dùng cơm thôi cô chú anh chị ơi. Mình sẽ ăn thử cái miếng chân giò heo nè. Nó rất là mềm luôn mà nó đậm đà nữa. Nó vừa ăn lắm cô chú anh chị, ăn kèm với lại cơm trắng rất là ngon luôn. Rồi một lần nữa Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn nha. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái món này ngon á, bắt tay ngay vào bếp làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nè. Thôi Linh Nguyễn kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha.